Nha, em xin chào anh Quốc nha, em xin chào quý cô chú anh chị ạ. Em xin giới thiệu em là nhà vườn Trần Thi, em ở Chợ Lách Bến Tre nha. Số điện thoại liên hệ em là 0338053191 nha quý cô chú anh chị. Và cái số này em cũng sử dụng bên Zalo luôn ha. Thì nhà vườn em hôm nay xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình một số mặt hàng cây bonsai. Và cái đây là cái mã số đầu tiên của em, mã số 1. Em ghi chữ cái là chữ X nha quý cô chú anh chị, mã số 1X. Và đây là chủng loại cần thăng. Cái này gốc cần thăng, em ghép cần thăng đọt hồng nha. Rồi em đo kích thước luôn ạ. Cái tổng hoành ngay đây em đo được là 48 nha. Tổng hoành 48. Bây giờ em đo cái củ này đi ha. Cái củ ngay đây em đo được là 20 nè. Chiều cao cây này là 56. Tán ngang cây này là 48 ạ. Mã số 1X. Cây này em nha, giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1.700.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này nó liền nhau luôn nè, hai cái này nó liền nhau. Đây là gốc cần thăng, em ghép cần thăng đọt hồng nha. Mã số 1X, em giao lưu giá là 1.700.000. Bao ship bao chậu luôn. Này nó nhìn nó rất là già luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Rồi, em qua mã số 1 nha. Tiếp tục em lên mã số 2. Đây, mã số 2, cái này thì cũng là gốc cần thăng, em ghép cần thăng đọt hồng luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha. Tổng hoành bệ ngay vị trí này em đo được là 68 nè. Cái hoành thân ngay đây em đo được là 15. Và cái cổ ngay ở trên đây là ngay chủ vị trí này em đo được là 27. Chiều cao cây này 49, và tán ngang cây này là 42. Mã số cây này là 2X. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1.400.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Hai cái này nó dính liền nhau, nhìn nó rất là quái luôn nha. Đây là gốc cần thăng, em ghép cần thăng đọt hồng nha. Mã số 2X. Em giao lưu giá là 1.400.000. Em bao ship bao chậu luôn. Ở đây nó có vết lũa nha quý cô chú anh chị. Đây em đã thoa keo rồi nha. Mã số 2X. Em giao lưu giá 1.400.000 nha. Rồi em qua mã số 2 nha. Tiếp tục em lên mã số 3. Này, mã số 3 cái này cũng làm cây cần thăng. Chủng loại cần thăng. Cây này rất là già luôn nha. Đó. Em quay vòng cho quý cô chú anh chị mình xem sơ qua đi nha. Rồi em đo cái thước luôn nha. Bây giờ em đo ngay đây đi. Ngay đây vị trí này em đo cái củ ngay đây được là 34. Và cái hoành bệ rễ ngay đây em đo được là 44 nha. Chiều cao cây này là 35. Và cái tán của cây là 56. Mã số cây này là 3X nha. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1.700.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này dáng bay nè. Đó, rất là già cây luôn. Mã số 3X. Em giao lưu giá là 1.700.000 nha. Em bao ship bao chậu luôn. Đây là chủng loại cần thăng nha quý cô chú anh chị. Rồi em mau qua mã số 3 nha. Tiếp tục em lên mã số 4. Đây mã số 4X. Cái này nó có cái rễ nha, dài xuống nè. Nhìn nó rất là quái luôn nha. Em đo cái thước luôn. Hoành bể ngay chỗ thước dây ngay vị trí này em đo được là 54. Bây giờ em đo cái củ này đi ha. Cái củ ngay đây em đo được là 35. Chiều cao cây này là 66. Và cái tán cây này là 45. Mã số cây này là 4X. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 2.500.000. Em bao ship bao chậu luôn. Đó. Đây là chủng loại cần thăng nha quý cô chú anh chị. Mã số 4, em giao lưu giá 2.500.000 nha. Em bao ship bao chậu luôn, cây rất là già. Có cái này nó liền nhau nhìn nó rất là quái. Đây có cái mặt cắt nè, đây. Mặt cắt đây. Em đã thoa keo rồi nha. Mã số 4 em giao lưu giá là 2.500.000 ạ.
em bao ship bao chậu luôn, cây là già cây lắm luôn nha. Rồi em qua mã số 4 nha. Rồi tiếp tục em lên mã số 5. Đây mã số 5. Cây này mã số 5X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Rồi cái hoành củ ngay đây em đo được là 31 nè. À, chiều cao cây này là 52. Và tán ngang cây này là 46. Mã số cây này là 5X. Em giao lưu giá là 900 ngàn. Em bao ship luôn. Đó. À, đây là gốc cần, chủng loại cần thăng. Cây xin nha. À, cây này mã số 5. À, em giao lưu giá là 900 ngàn. Em bao ship luôn. Cây này rất là già cây luôn nè. Đó. Mã số 5X. Em giao lưu giá 900 ngàn. Em bao ship luôn ạ. Rồi em qua mã số 5 nha. À, tiếp tục em lên mã số 6. À, mã số 6X. À, đây là gốc cần thăng. Em ghép cần thăng đọt hồng nha quý cô chú anh chị. Cây này nhìn nó quái lắm luôn nha. Đó. Rồi em đo kích thước nha. Hoành rễ ngay đây em đo được là 36 nè. Và cái hoành cổ ngay đây em đo được là 20. Chiều cao cây này 34. À, và tán cây này là 30. Mã số cây này là 6X. Em giao lưu giá là 400 ngàn. Em bao ship luôn. À, cây này nó quá nhìn nó dễ thương lắm luôn nha. Mã số 6X. Em giao lưu giá 400. Em bao ship luôn ạ. Rồi em qua mã số 6 nha. À, tiếp tục em lên mã số 7. Số 7 đây là một cây hoa giấy Mỹ nha. Đó, 7X. À, cây này hiện tại hết dây rồi nha quý cô chú anh chị. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành củ ngay đây em đo được là 49 nha. À, hoành cổ ngay đây em đo được là 32. À, chiều cao cây này là 49. Và tán ngang cây này là 47 ạ. Mã số 7X. Cây này em giao lưu giá 1 triệu 500 ngàn. Em bao ship luôn. Đó. Đây là hoa giấy Mỹ nha. Mã số 7X. À, đây cái củ đó đây. Em chỉ nắm vậy thôi nha. À, em giao lưu giá là 1 triệu 500 ngàn. Em bao ship luôn ạ. Rồi em qua mã số 7 nha. À, tiếp tục em lên mã số 8. Mã số 8 cái này cũng là một cây hoa giấy Mỹ luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha. Cái hoành củ ngay đây em đo được là 64. À, cái hoành cổ ngay đây em đo được là 28 nè. Chiều cao cây này 58. À, tán ngang là 36. Mã số 8X. Cây này em giao lưu giá là 1 triệu 700 ngàn. Em bao ship, bao chậu luôn ạ. Đó. Cái này cũng cây này cũng hết dây rồi. Có cộng dây này em chằng cái nhánh chứ không phải là còn dây nha quý cô chú anh chị. Mã số 8X. À, em giao lưu giá 1 triệu 700 ngàn nha. À, em bao ship bao chậu luôn. Đây là hoa giấy Mỹ nha. Mà tím sen nha quý cô chú anh chị. Đó. Rồi em qua mã số 8 nha. À, tiếp tục em lên mã số 9. Mã số 9 đây cũng là một cái hoa giấy Mỹ luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành củ ngay đây em đo được là 54 nè. À, hoành cổ ngay đây em đo được là 29. Chiều cao là 52. Và tán ngang là 30. À, mã số cây này là mã số 9X. À, cây này em giao lưu giá 1 triệu 300 ngàn. Em bao ship luôn. Cây này cũng hết dây luôn rồi. Mã số 9X em giao lưu giá 1 triệu 3. Em bao ship luôn ạ. Hoa giấy Mỹ nha quý cô chú anh chị. À, cũ khá già luôn. Rồi em qua mã số 9 nha. Rồi tiếp tục em lên mã số 10. À, đây là một cây nguyệt quế nha. Đó, mã số 10X. Đây. Rồi em đo kích thước luôn ạ. À, hoành ngay chỗ thước dây vị trí này em đo được là 28 nè. Chiều cao là 30 và tán ngang cây này là 39.
mã số 10X. Nguyệt Quế cây này em giao lưu giá là 1.900.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Mã số 10X em giao lưu giá là 1.900.000 nha. Đây, cái gốc nhìn nó già cây lắm luôn nha. Đây là nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Cây này nó đang có một cái ra nụ lác đác luôn nè. Rồi em qua mã số 10 ạ. Tiếp tục em lên mã số 11. Đây, mã số 11 đây là một cây sâm hương. Rồi em ra cái thước luôn nha. Tổng hoành ngay thước dây ngay đây em ra được là 46 nè. Hoành cổ ngay đây em ra được là 24. Chiều cao cây này 45. Và tán ngang là 42. Mã số 11X. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1.400.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Cây sâm hương này đường thân nó co lượng nè, nhìn nó rất là duyên lắm luôn nha. Mã số 11X. Em giao lưu giá 1.400.000, em bao ship nha. Rồi em qua mã số 11 nha. Tiếp tục lên mã số 12. Rồi. Đây là một cái mai chiếu hỷ nè. Mai chiếu hỷ trung nu. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay vị trí đây em đo được là 16 nè. Chiều cao 19, tán ngang 27. Mã số 12X. Cây này em giao lưu giá 1.400.000. Em bao ship bao chậu luôn. Cái hàng này thì mặt cắt đang kéo nha quý cô chú anh chị. Đó. Mã số 12X em giao lưu giá 1.400.000 nha. Em bao ship bao chậu luôn. Cây này cốt cành khá là to luôn nha. Đó. Rồi em qua mã số 12 nha. Tiếp tục em lên mã số 13. 13X đây là một cây mai chiếu hỷ kim giòn nha. Đó. Cây nó già cây lắm luôn nha. Rồi em đo kích thước ha. Hoành ngay đây em đo được là 30. Chiều cao cây này là 45. Và tán ngang cây này là 36. Mã số 13X. Cây này em giao lưu giá là 1.300.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là mai chiếu hỷ kim giòn nha. Mã số 13X. Em giao lưu giá là 1.300.000. Em bao ship bao chậu luôn. Đây nó có cái mặt cắt nè, em đã xử lý, em đã thoa keo rồi nha. Đó. Cây này già, rất là già luôn. Rồi em qua mã số 13 nha. Tiếp tục em lên mã số 14. Cũng là mai chiếu hỷ kim giòn luôn. Đó. Mã số 14X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay đây em đo được là 31. Chiều cao là 52. Và tán ngang 44. Mã số 14X. Cây này em giao lưu giá 1.700.000. Em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số cây này là 14X nha. Đây là mai chiếu hỷ kim giòn. Em giao lưu giá là 1.700.000. Em bao ship bao chậu luôn. Này, hai tay em nắm được giáp với cây. Rồi em qua mã số 14 nha. Tiếp tục em lên mã số 15. Đây là cái một mai chiếu hỷ nè. Mai chiếu hỷ trung nu. Đó. Cái hàng này sắp đế nha quý cô chú anh chị. Đế này là đế 24 giờ luôn. Đế rất là đều đẹp lắm luôn nha. Mã số 15X. Rồi em đo cái thước luôn nha. Hoành ngay vị trí này em đo được là 22. Chiều cao cây này 19. Tán ngang cây này 29 nha. Mã số 15X. Cái này cốt cành rất là to luôn. Nhìn lực lắm luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này liền xẻo rồi nha. Mã số 15X. Cây này em giao lưu giá là 7.500.000. Em bao ship nha quý cô chú anh chị. Bộ đế nè. Đế này đế sắp rất là đẹp luôn. Cốt to lắm luôn ạ. Mã số 15X nha. Em giao lưu giá 7.500.000, em bao ship nha. Cây hết hết sẹo rồi, liền sẹo nha quý cô chú anh chị. Rồi em qua cây mã số 15 nha. Tiếp tục em lên cây mã số 16. Đây là mã số 16X, đây là một cây linh sam.
Rồi em quay em vòng cho quý cô chú anh chị mình xem ha. À đây là linh sam sông Hinh. À, rồi em đo kích thước luôn ha. Hoành ngay vị trí ngay đây em đo được là 22. À, chiều cao cây này là 18 nha. À, và tán ngang cây này là 38. Đó, cây này cốt cành nó to lắm luôn nè, à, nhìn nó rất là lực luôn nha. Mã số 16X. Cây này em giao lưu giá là 7 triệu, em bao ship nha. Bao ship không chậu nha quý cô chú anh chị. À, đó. Đây là linh sam sông Hinh nha. Mã số 16X. À, em giao lưu giá là 7 triệu, em bao ship không chậu nha. À, trên này nó có mấy cái mặt cắt nè. Đây đang kéo lại nha quý cô chú anh chị. Đây, đó, phía phía bên đây. Cốt cành nó rất là to luôn. Nhìn nó rất là lực luôn ạ. Rồi em qua mã số 16 nha. À, tiếp tục em lên mã số 17. À, đây, mã số 17X. À, đây là một cây linh sam luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha. Đây là linh sam sông Hinh nha quý cô chú anh chị. À, hoành ngay đây em đo được là 30 nha. À, chiều cao là 35. À, và tán ngang cây này là 66. Mã số 17X. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 2 triệu 200 ngàn. Em bao ship bao chậu luôn. Đây là dòng linh sam sông Hinh nha. À, mã số 17X em giao lưu giá là 2 triệu 200 ngàn. Em bao ship bao chậu luôn. Này, này hai tay em nắm mà hết cái mới giáp cái cây nha quý cô chú anh chị. Đó. Rồi em qua mã số 17 nha. À, tiếp tục em lên mã số 18. Đây, mã số 18X. À, đây là cũng dòng linh sam sông Hinh luôn. Đó, ơi trời mô Phật. Rồi để cái mặt bàn nó lên cho dễ. Hoành ngay cái vị trí ngay đây em đo được là 29 nha. À, chiều cao cây này là 38. Và cái tán ngang cây này là 62. Mã số 18X. À, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 2 triệu nha. 2 triệu em bao ship bao chậu luôn. Đây là linh sam sông Hinh nha quý cô chú anh chị. Cây này nhìn nó khá là già cây luôn nha. Mã số 18X em giao lưu giá 2 triệu. À, em bao ship bao chậu luôn. Đó. Đây tay em nắm được gì thôi ha. Rồi em qua mã số 18 nha. À, tiếp tục lên mã số 19. À, đây là mã số 19X nha. À, đây là một cây linh sam 86. Cây nó rất là già cây luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha. Cái hoành ngay vị trí này ngay đây em đo được là 28 nè. Chiều cao cây này là 38. Và tổng tán từ cái cây qua tới ngọn luôn là 47. À. À, mã số cây này 19X. À, em giao lưu giá 2 triệu. À, em bao ship bao chậu luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là dòng linh sam 86 nha. Cây này rất là già cây luôn nè. Mã số 19X. À, em giao lưu giá 2 triệu. Em bao ship bao chậu luôn. Đó. Rồi em mau qua mã số 19 nha. À, tiếp tục em lên mã số 20. À, 20 đây là cũng là một cây linh sam 86 luôn. Cây này đường thân nhìn nó rất là duyên luôn nè. Đó. Mã số 20X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay vị trí này em đo được là 24 nha. À, chiều cao là 54. Và tán ngang cây này là 39. À, mã số cây này là 20X. Cây này em giao lưu giá là 900 ngàn. Em bao ship không chậu nha quý cô chú anh chị. Đây là dòng linh sam 86 nha. À, em giao lưu giá là 900 ngàn. Em bao ship không chậu. Cây này nhớ già cây lắm luôn nè. Đây là mã số 20X. Em giao lưu giá là 900 ngàn. Em bao ship không chậu nha. À, rất là già cây. Rồi em qua mã số 20 nha. Tiếp tục em lên mã số 21.
Mã số 21 thì cái cây này là linh sam song hình lá rí. Bộ rễ nó nhìn nó rất là quái luôn. Mã số 21 nha. Rồi em đo cái thước luôn nha. Tổng hoành rễ ngay đây em đo được là 64 nè. Hoành cổ ngay đây em đo được là 22. Chiều cao là 62. Và tán ngang cây này là 44. Mã số 21. Ít cây này em giao lưu giá là 900.000, em bao ship không chậu luôn. Hàng này cây này hết dây rồi nha quý cô chú anh chị. Đó. Cây rất là già cây luôn nha. Mã số 21 ít. Em giao lưu giá là 900.000. Em bao ship luôn. Đây là cây linh sam song hình lá rí ạ. Rồi em qua mã số 21 nha. Tiếp tục em lên mã số 22. Đây là một cây linh sam siêu hoa. Cây này đường thân nhìn nó rất là duyên luôn. Khá to luôn nè. Rồi em đo kích thước luôn ạ. Hoành rễ ngay đây em đo được là 48 nè. Cái hoành thân ngay đây em đo luôn cái nhánh nha luôn nha quý cô chú anh chị, tại nó dính ra đây. Ngay vị trí này em đo được là 24. Chiều cao là 58. Và tán ngang là 49. Mã số cây này là 22X. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 1.300.000. Em bao ship luôn. Đây là linh sam siêu hoa nha quý cô chú anh chị. Cái này em trồng ống nè, có một cái khúc rễ nó cao lên. Khá là to luôn. Mã số 22X em giao lưu giá là 1.300.000. Em bao ship luôn nha. Rồi em qua mã số 22 nha. Tiếp tục em lên mã số 23. 23 thì đây là một cây linh sam 86. Cây này đường thân này co lượng nhìn nó rất là duyên luôn. 23X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành cổ ngay đây em đo được là 14 nè. Chiều cao là 50. Và tán ngang cây này là 44. Đây. Đây là dòng linh sam 86 nha quý cô chú anh chị. Mã số 23X. Em giao lưu giá là 500.000. Em bao ship luôn nha. Đường thân nè, co lượng nhìn nó rất là duyên luôn ạ. Đây là dòng linh sam 86 nha. Cái này em giao lưu giá là 500.000. Mã số 23X. Rồi em qua mã số 23 nha. Tiếp tục em lên mã số 24. Mã số 24X. Rồi em đo kích thước luôn nha. Cái này em trồng ống nha quý cô chú anh chị. Hoành rễ ngay đây em đo được là 23. Hoành cổ ngay đây em đo được là 17 nè. Chiều cao là 59. Và cái tán lá là 26. Chiều cao của cái rễ ngay đây em đo được là 52. Đây là dòng linh sam siêu hoa. Mã số cây này là 24X. Em giao lưu giá 1 triệu. Em bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. Cái rễ nó dài, rất là dài luôn. Hàng này em trồng ống nha. Mã số cây này là 24X, em giao lưu giá 1 triệu, em bao ship. Rồi em qua mã số 24 nha. Tiếp tục em lên mã số 25. 25X thì gồm có một cặp siêu hoa. Hai cây này đường thân đó, nhìn nó co lượng, nhìn nó cũng duyên lắm luôn nha. Rồi em đo cái thước ha. Hoành ngay đây em đo được là 16 nè. Cao 49. Và cái tán lá cây này 29. Mã số 25X. Cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 500.000. Em bao ship luôn. Đây là linh sam siêu hoa nha quý cô chú anh chị. Cặp mã số 25 em giao lưu giá là 500.000. Em bao ship luôn ạ. Rồi em qua mã số 25 nha. Tiếp tục em lên mã số 26. Đấy, đây, đây. Đây một cặp 26 cũng là một cặp linh sam siêu hoa luôn. Rồi em đo cái thước đi ha. Hoành ngay đây em đo được là 14 nè. Cao là 39. Và tán lá cây này 29. Mã số 26. Một cặp siêu hoa luôn nha quý cô chú anh chị. Cặp này em giao lưu giá là 600.000. Em bao ship luôn. Đó. 26X, một cặp siêu hoa này em giao lưu giá là 600.000. Em bao ship luôn nha. Rồi em qua mã số 26 nha. Tiếp tục em lên mã số 27.
27 thì cũng có một cặp, gồm có một cặp siêu hoa luôn. Rồi em đo kích thước luôn nha. Hoành ngay vị trí này em đo được là 16 nè. À, chiều cao 52 và tán lá cây này 38. Mã số 27, cặp siêu hoa này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 700 ngàn. À, em bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Đây là một cặp linh sam siêu hoa. Mã số 27X, à, em giao lưu giá là 700 ngàn. Em bao ship luôn ạ. Rồi em qua mã số 27 nha. À, tiếp tục em lên mã số 28. 28 thì gồm có 4 cây. À, đây là gốc cần thăn, em ghép cần thăn đọt hồng nha. Đó. À, mỗi gốc nó đều quái đi, nhìn nó có nét đẹp riêng luôn. Rồi em đo đại diện cái này đi. À, đây hoành củ rễ cây này là... Hoành củ rễ ngay đây là 25. À, cao 18. À, tán là 18 luôn. Mã số 28 gồm có 4 cây. Cái này em giao lưu giá là 500 ngàn. Em bao ship luôn. Đó. À, cái hàng này em cũng có số lượng nha quý cô chú anh chị. Rồi em qua mã số 28 nha. À, tiếp tục em lên mã số 29. 29 thì cũng gồm có 4 cây luôn. Đây là gốc cần thăn, em ghép cần thăn đọt hồng luôn. Rồi em đo đại diện cái củ này đi. Hoành củ rễ này ngay đây em đo được là 24 nè. À, cao là 17. À, tán là 24 luôn. À, mã số 29X gồm có 4 cây. 4 cây này em giao lưu giá là 500 ngàn. Em bao ship luôn. Đây là gốc cần thăn, em ghép cần thăn đọt hồng nha quý cô chú anh chị. Mã số 29 em giao lưu giá 500 ngàn. Em bao ship luôn nha. Rồi em qua mã số 29 nha. À, tiếp tục em lên mã số 30. À, 30 thì gồm có 6 cây. Đây là hàng mini. Cũng là gốc cần thăn, em ghép cần thăn đọt hồng luôn. Rồi bây giờ em đo đại diện một củ đi ha. Củ này đi. Củ rễ cây này là em đo được là 17 nha. À, cao là 12. Và tán là 15. À, mã số 30 gồm 6 cây này em giao lưu giá là 300 ngàn. Em bao ship luôn. Đây là hàng mini có số lượng nha quý cô chú anh chị. À, đây là gốc cần thăn, em ghép cần thăn đọt hồng nha. Và cái mã số này cũng là cuối clip của em rồi nha cô chú anh chị. À, em cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã vào xem nha. À, em hẹn quý cô chú anh chị mình clip tới ha. Số điện thoại liên hệ em là 0338053191. À, em cảm ơn rất là nhiều. Em xin chào nha.